Anh nghỉ việc. Như nào? Sao anh lại nghỉ việc? Anh ta dám gửi anh á? Mình là nhà thầu phụ, tự ý thay đổi thiết kế mà không thông qua tổng thầu, theo quy định là mình sai. Nhưng việc bổ sung thêm thiết bị là hoàn toàn hợp lý, chắc chắn anh ta cũng biết việc đấy mà. Người ta cũng có cái lý của họ. Bây giờ quản lý hàng nghìn người, vài chục nhà thầu phụ, ai cũng tự ý quyết định như mình thì họ sẽ rất khó để quản lý. Có mà vô lý. Để Nam. Đừng nói với em anh nghỉ việc là vì quả đấy nhá. Em đừng suy diễn linh tinh. Em không suy diễn đâu. Bởi vì nếu bị đuổi việc ý, người đó phải là em. Nhưng mà em thấy mình cũng chẳng sai cơ. Em không phục. Em vẫn đợi đây à? Hộ tống xếp là việc của em mà. Thôi, về công ty đi anh, muộn họp rồi. Này chị Thu, vợ sắp cưới của sếp Long kìa. Nghe mấy đứa trên tổng bảo thế. Nhà mẫu thôi, sếp mình tỉnh tàng thế cơ mà. Tỉnh tàng gì thì cũng vào khuôn phép hết. Thế chúng nó bảo à, em ấy nói gì à, sếp mình nghe răm rắp. Thì chả thế. Xin lỗi nhá. Anh lấy xe nhá. Dạ. Em thấy Phi thế nào? Vâng. Hôm nay xử lý cậu ta như vậy, em thấy ổn không? Nếu là phạt thì hơi nặng quá. Nhưng anh làm như vậy chắc là phải có lý do. Thật ra thì anh thấy cậu ta cũng là người thú vị, dám làm dám chịu. Nhưng có vẻ như là hơi dễ dãi với cấp dưới. Mà trong công việc như vậy thì không ổn. Vâng. Chào em. Em cứ nghĩ là anh không tới. Anh đã bao giờ trễ hẹn với em đâu. Em gọi cà phê cho anh rồi. Hy vọng là anh không thay đổi thói quen. Mấy năm rồi không gặp. Không ngờ bây giờ chúng ta lại trở thành đối tác của nhau. Anh cũng thế. Anh sống thế nào? Đôi khi cũng có những rắc rối, nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn cả. Em thì sao? Trong suốt thời gian qua, em vẫn nợ anh một lời xin lỗi. Xin lỗi anh vì em đã rời bỏ anh khi anh khó khăn nhất. Thi, anh chưa bao giờ muốn em phải chịu khổ cùng anh cả. Cho nên lúc ấy chia tay với anh lại là điều may mắn. Vì ít ra anh còn giữ lại chút tự trọng của mình. Chuyện cũ đã qua rồi, em không cần phải nghĩ về nó nữa. Anh sẽ không nhắc lại chuyện này cho bất kỳ ai đâu. Đúng là em cũng đang định nhờ anh việc đó. Đằng nào thì với anh, em cũng không cần phải giấu giếm điều gì. Em yên tâm. Cảm ơn anh.
Mời chị nước ạ. Sếp đang chuẩn bị có cuộc họp, có lẽ là chị sẽ phải đợi lâu đấy ạ. Ok, tôi đợi được. Cảm ơn chị. Bác. Cháu là... Cháu xin lỗi. Cháu là Nam, kỹ sư bên công ty điện nước VFC. Cháu có chuyện muốn thưa với bác ạ. Là chuyện dưới công trường à? Vâng ạ. Nếu thế cháu gặp Long nhé. Không được ạ. Cháu biết gặp riêng bác như này là sai nguyên tắc. Nhưng mà lần trước xuống công trường bác có dặn, nếu gặp vấn đề nghiêm trọng có thể gặp trực tiếp bác. Mà vấn đề này thì nghiêm trọng thật. Chúng cháu đang bị chèn ép. Chèn ép à? Dạ. Ai chèn ép? Chúng cháu thừa nhận lỗi một phần ở chúng cháu là chưa báo cáo lên tổng thầu mà đã vội thi công. Nhưng mà thật ra là chúng cháu cũng chỉ lo cho tiến độ thôi. Nói chúng cháu sai là hoàn toàn không đúng. Lại còn dọa đuổi nữa. Ngày trước tổng sư cũ có cho phép chúng cháu được linh hoạt trong quá trình thi công lắp đặt, miễn sao là đảm bảo được kỹ thuật và an toàn. Người khác là người khác, mà tôi là tôi. Tất cả mọi người, trong đó có cả anh này, đều thấy rằng giải pháp của chúng cháu là hoàn toàn hợp lý. Thưa bác, chúng ta là đối tác, bên bác bỏ tiền, bên cháu bỏ chất xám và công sức, đôi bên đều có lợi, chứ chúng cháu cũng không đi xin ạ. Cho nên là chúng cháu yêu cầu được tôn trọng, có như vậy thì mới hợp tác lâu dài được. Cô đại diện cho ai? Và chúng cháu đây là những ai? Thôi được rồi, bác cảm ơn cháu. Ý kiến của Long thế nào?